Những ngày qua, giải Saudi Pro League liên tiếp chiêu mộ thành công thêm 4 cầu thủ hàng đầu gồm Sadio Mane, Riyad Mahrez, Fabinho và Jordan Henderson. Bên cạnh các ngôi sao hàng đầu trên, giải đấu của quốc gia Trung Đông có thêm các thủ tên tuổi khác đang trong giai đoạn hoàn tất đàm phán để gia nhập, như Alan Saint-Maximin của Newcastle đến câu lạc bộ Al-Ahly, nơi đã có Mahrez, Firmino và thủ môn Mendy. Tiền vệ Marco Verratti của Paris Saint-Germain cũng đang đạt được thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Al-Hilal, nơi đã có sẵn Koulibaly, Ruben Neves, Milinkovic-Savic và Malcolm gia nhập trước đó. Có thể thấy rằng Ả Rập Xê Út đang thực sự nghiêm túc với kế hoạch biến giải đấu của mình thành một trong những sân chơi đáng chú ý nhất thế giới, không chỉ gói gọn ở việc thống trị châu Á, mà quốc gia này đang sẵn sàng thách thức cả bóng đá châu Âu. Theo một kế hoạch 5 năm, Ả Rập Xê Út quyết tâm chiêu mộ 100 ngôi sao ở đẳng cấp thế giới đến giải Pro League chơi bóng. Nước này sẽ xin đăng cai World Cup 2030, hoặc ít ra là liên minh với Hy Lạp, Ai Cập để đồng tổ chức. Nói chung, đây không phải là kế hoạch riêng rẽ của các câu lạc bộ hoặc một giải đấu cụ thể. Đây là mục tiêu của cả Ả Rập Xê Út với những tập đoàn hoặc quỹ tài chính lớn mang màu sắc tiền nhà nước, trong đó có Quỹ Đầu tư Công Ả Rập, PIF. Một cách sâu xa và vĩ mô hơn, Ả Rập Xê Út đang muốn trở thành một trung tâm lớn, thậm chí là lớn nhất của ngành giải trí mang tên bóng đá đỉnh cao. Trong tương lai, thế giới sẽ phải đổ tiền vào cho Ả Rập Xê Út để được thưởng thức bóng đá, chứ không phải Ả Rập Xê Út bỏ tiền ra để có bóng đá mà trước mắt chỉ có vài ngôi sao nổi tiếng như hiện thời. Đấy là một kế hoạch kinh tế vĩ mô liên quan thực tế lớn trước mắt. Người ta không thể khai thác mãi nguồn lợi dầu mỏ. Rõ ràng những quốc gia ở Trung Đông bằng nhiều cách đang khiến châu Âu điên đảo. Trước đây, huấn luyện viên Arsene Wenger từng dự đoán rằng các tập đoàn tư nhân sẽ phải dè chừng sức mạnh của các đội bóng có dấu ấn của nhà nước. Man City phát triển như vũ bão trong một thập kỷ qua là một minh chứng. Tuy nhiên giờ đây, những quốc gia như Qatar hay Ả Rập Xê Út còn chịu chơi hơn. Họ mang tiềm lực tài chính của một quốc gia để tác động trực tiếp lên những đội bóng hoặc giải đấu. Người ta hình dung Saudi Professional League sẽ như là một mô hình NBA thu nhỏ. Các đội bóng ở đó sẽ được chia đều các ngôi sao để tăng tính cạnh tranh. Quỹ lương của các cầu thủ bằng nhiều cách sẽ do trực tiếp nhà nước Ả Rập Saudi chi trả. Đó là phương án họ đánh bóng thương hiệu, hòng lấy về quyền đăng cai World Cup 2030. Tuy nhiên đã có những lo ngại về việc giải đấu này sẽ đi vào vết xe đổ của Trung Quốc. Việc vùng tiền để mang về những ngôi sao nổi tiếng cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Khi đội U17 Ả Rập Xê Út thất bại 0-2 trước Uzbekistan ở tứ kết U17 châu Á 2023 tại Thái Lan, đã có những sự lo ngại về lộ trình phát triển tiếp theo cho các cầu thủ trẻ kể trên. Sự xuất hiện của Benzema, Ronaldo, Kane hay Koulibaly tại SPL đồng nghĩa với việc các thủ trẻ bản địa Ả Rập Xê Út sẽ ít có cơ hội ra sân thi đấu hơn. Đội hình UEFA Ả Rập Xê Út vô địch châu Á 2022 là những người hiểu rõ nhất về vấn đề này. Chưa tới 30% các thủ UEFA Ả Rập Xê Út vô địch giải châu Á năm ngoái thường xuyên đá chính tại các câu lạc bộ hàng đầu SPL. Ra nước ngoài thi đấu có thể là một giải pháp, nhưng với đa phần cầu thủ Ả Rập Xê Út, họ lựa chọn ở lại trong nước. Chỉ một cầu thủ Ả Rập Xê Út vô địch UEFA châu Á năm ngoái đang chơi ở nước ngoài, đó là Abdulaziz Idris khoác áo câu lạc bộ NK Ulyanik Pula. Giải SPL cho phép các câu lạc bộ được đăng ký và sử dụng tối đa đến 7 ngoại binh ở trên sân. Chính vì thế cơ hội để các thủ trẻ được thi đấu rất ít. Với những đội bóng hàng đầu và đặt tham vọng cao như Al-Hilal hay Anas, thời lượng thi đấu của các tài năng trẻ càng ít hơn. Đó là bài toán mà những người làm bóng đá Ả Rập Xê Út phải giải quyết. Chủ tịch UEFA Seferin mới đây đã có những chia sẻ về làn sóng các thủ liên tục đổ bộ tới Ả Rập Xê Út. Tôi không hề lo lắng khi nhiều cầu thủ bỏ châu Âu để tới SPL. Đó lại là vấn đề đối với họ, bởi vì họ nên đầu tư vào các học viện, tìm kiếm những huấn luyện viên hàng đầu và họ nên phát triển các cầu thủ của riêng mình. Việc mua những cầu thủ gần như bước vào giai đoạn kết thúc sự nghiệp không phải là cách phát triển bóng đá đúng đắn. Sai lầm tương tự đã diễn ra ở Trung Quốc trước đó. Hãy kể cho tôi nghe một cầu thủ hàng đầu ở độ tuổi sung sức nhất và bắt đầu sự nghiệp của mình rồi đến chơi bóng ở ESPL. Bóng đá không chỉ là tiền, các thủ muốn giành chiến thắng trong các giải đấu hàng đầu và sự cạnh tranh hàng đầu là ở châu Âu. Nhưng thực chất mọi mô hình đều không giống nhau. Không nhiều giải bóng đá ngoài châu Âu làm được điều như SPL trong mùa hè 2023, đó là chiêu mộ đương kim của bóng vàng thế giới và hàng loạt ngôi sao lớn khác vẫn còn đủ sức chơi đỉnh cao vài năm nữa. Hakim Ziyech, người sắp trở thành đồng đội của Ronaldo, hay Ruben Neves, ngôi sao vừa phá kỷ lục chuyển nhượng của SPL với giá 55 triệu euro cũng là những thương vụ đáng chú ý. Ở tuổi 30, Ziyech chắc chắn không đến SPL ở độ tuổi dưỡng già như Ronaldo hay Benzema. Neves thì từ chối Barca để cập bến Al-Hilal ở tuổi 26. Tham vọng của SPL đó là trở thành giải đấu quy tụ hàng loạt ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ, chứ không chỉ đơn giản là nơi trả lương cao cho những cầu thủ lớn tuổi.
Đó là lý do khiến người ta tin rằng SPL của năm 2023 có nhiều cơ hội thành công hơn CSL của thập niên trước. Chính phủ Ả Rập Xê Út đứng sau hàng loạt các vụ chuyển nhượng, khác với những tập đoàn tư nhân đầu tư vào bóng đá Trung Quốc. Ả Rập Xê Út cũng có những tham vọng cụ thể để phát triển bóng đá như mua lại Newcastle United. Nền bóng đá của quốc gia này cũng phát triển hơn hẳn Trung Quốc. Trước đây khi giải vô địch Trung Quốc sốt ảo vào năm 2016, những người đại diện và trung gian mua bán cầu thủ đã kiếm bộn tiền từ các thương vụ đưa cầu thủ từ châu Âu sang quốc gia này. Điều khác biệt của giải Ả Rập Xê Út là họ thường đàm phán trực tiếp với các câu lạc bộ châu Âu, nên thể hiện được sự bề thế về tài chính và tầm vóc của quốc gia Trung Đông này. Các cầu thủ khi đến Ả Rập Xê Út chơi bóng cũng nhận được bộn tiền như những người đi trước với giải Trung Quốc vào năm 2016. Tuy nhiên lần này các ngôi sao có được cảm giác yên tâm hơn về vấn đề tài chính, không còn cảm giác vỡ bong bóng nữa. SPL cũng vừa bổ nhiệm Gary Cook làm giám đốc điều hành của giải đấu. Trước đây Cook từng làm vị trí tương tự tại sân Etihad nên hiểu được cách làm của Man City để có thể đoạt quán bar như mùa giải 2022-2023. SPL và Man City hiện đang có nhiều điểm chung. Đó là nguồn vốn từ các ông chủ Trung Đông và được xây dựng từ nền tảng sở hữu rất nhiều ngôi sao hàng đầu. Đây không phải công thức mới, nhưng để thành công như The Citizen là điều rất khó. Gary Cook đang tìm cách liên hệ trực tiếp với những người đại diện có tên tuổi để làm cầu nối cho ông với các câu lạc bộ. Điển hình như vụ Ruben Neves chuyển từ Wolves đến Al Hilal. Nhiệm vụ của ban điều hành SPL là làm đơn giản hóa các quy trình mua bán cầu thủ với những người đại diện. Thông thường một câu lạc bộ muốn mua cầu thủ của câu lạc bộ khác, họ sẽ phải lấy ý kiến của nhiều bên, trong đó ý kiến chính đến từ đội chủ quản. Lúc này SPL đang khiến mọi thứ được nhanh gọn hơn. Đó cũng là lý do những cầu thủ đình đám như Ronaldo hay Benzema có thể đến Ả Rập Xê Út nhanh chóng đến vậy, đặc biệt với thương vụ Benzema khi anh vẫn là chủ lực của Real Madrid vừa giành quả bóng vàng 2022. Theo nhiều nguồn tin, Bộ Thể thao Ả Rập Xê Út đã làm việc xong xuôi với giới thượng tầng của các câu lạc bộ lớn để những việc phía dưới trở nên thuận lợi hơn. Bộ trưởng Thể thao của Ả Rập Xê Út, ông Abdulaziz bin Tuki Al Saud chia sẻ, chúng tôi đang có một giải vô địch mạnh nhưng chưa phải giải đấu mạnh nhất châu Á. Tất cả đang nỗ lực để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Việc Ả Rập Xê Út đang đồng lòng hiệp lực để đẩy SPL lên một chất lượng cao hơn được thể hiện qua việc PIF đã thâu tóm 4 đội quốc nội. Mọi nguồn lực sẽ không bị phân tán và tập trung đúng và trọng điểm hơn. Những thành công mà Al Hilal cùng đội tuyển Ả Rập Xê Út làm được thời gian qua hơn hẳn các câu lạc bộ và đội tuyển Trung Quốc có được. Việc Trung Quốc thiếu văn hóa bóng đá và một nền tảng vững chắc để phát triển môn thể thao vua khiến các thương vụ chuyển nhượng rầm rộ đến CSL trông không khác gì bóng bóng. Khi tình hình kinh tế khó khăn và các công ty không còn đủ sức, bóng bóng tại CSL vỡ. Ả Rập Xê Út không có những vấn đề đó. Chính phủ nước này đứng sau các thương vụ và nguồn tiền từ dầu mỏ đủ đảm bảo cho sự phát triển trong thời gian dài. Cách UAE và Qatar phát triển bóng đá trong gần 2 thập niên qua phản ánh điều đó. Một trong những lý do UEFA không có thiện cảm với bóng đá Ả Rập Xê Út là vì sự thiếu minh bạch tài chính, khi không rõ đâu mới là chủ thật sự của những câu lạc bộ tại SPL. Việc một giải đấu tồn tại nhiều câu lạc bộ thuộc cùng một chủ sở hữu hoặc có lợi ích nhóm với nhau khiến cho tính chính thống và nghiêm túc rất thấp. Nhiều nguồn tin còn cho rằng việc các câu lạc bộ SPL mua sắm ồ ạt các ngôi sao chỉ để phục vụ cho những mục đích ngầm, chứ không thuần túy là thúc đẩy chuyên môn bóng đá. Nhưng bất chấp sự coi thường của Seferin nói riêng hay UEFA nói chung, SPL vẫn đang đạt được những thành tựu mà không một nền bóng đá nào ngoài châu Âu dám mơ đến. Họ đang đi những bước đầu trong toán tính dài lâu của mình. Chớ nên xem thường giải đấu này khi ta nhìn vào những thành tựu mà các ông chủ Trung Đông đã và đang làm tại châu Âu. Họ làm bóng đá rất đỉnh và thừa biết làm thế nào để tạo ra một giải đấu hàng đầu thế giới.